Chào các con. Chào Bao. Nè, con gái ơi. Gì vậy ba? Bao lên, dọn dẹp phòng các con đi. Con phải làm bài tập rồi ba ơi. Đi nha. Con thì khát nước. Hả? Các con muốn tham gia thử thách không? Nếu như hoàn thành, sẽ có bất ngờ đó nha. Yeah! Ném xúc xắc để xem nhiệm vụ là gì. Đi bằng một chân và gom tất cả thú nhồi bông lại. Dạ được. Giỏi lắm con gái. Tới lượt chị nè. Tìm và ghép thành chữ. Chữ gì ta? Ồ, em thấy một chữ nè. Ồ, chị tìm thấy chữ S. Ồ. Y. Ồ. Mình phải tìm thêm nhiều chữ nữa. Nhìn kìa, đi. Đi trong tarantula. Ồ, thấy rồi nha. N trong chữ này. Nasia. Ồ, Nasia. Làm tốt lắm. Tìm đồ chơi được đánh số tương ứng với các ô. 5. Ok. Tìm tất cả đồ chơi màu hồng trong vòng 30 giây. 3. Hết rồi. Yeah, đi thôi. Được, các con hoàn thành đúng giờ. Yeah. Các con, có vẻ các con biết cách chọn dẹp phòng rồi ha. Wow. Trò này vui quá. Mà siêu dễ luôn. Con có thể dùng máy hút bụi. Được rồi, còn một nhiệm vụ nữa. Bạn phải lau phòng trong tư thế con nhện. Hả? Giống nhện hả? Yeah. Làm việc chăm chỉ sẽ được đền đáp. Tốt lắm. Bất ngờ gì vậy ba? Là buổi tối xem phim thật hoành tráng. Yeah. Cảm ơn ba. Đừng lo ba ơi, chúng con biết phải làm gì. Tất cả đã sạch sẽ. Cảm ơn các con. Dạ, không.